bông vàng thọ, bà con ta biết bông vàng thọ hết phải không bà con? Hồi nào Tết các nhà gần như nhà nào cũng có mang về trưng ở trước cửa nhà, đó là bông vàng thọ. Bông vàng thọ nó rất tốt cho khi người sử dụng của nó, nhưng mà có một số người có bệnh này vui lòng không sử dụng, không ăn bông vàng thọ, làm cho sức khỏe mình càng ngày càng xấu đi, chứng bệnh của mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà sức khỏe càng ngày càng xấu, càng ngày càng xấu. Đó là những người này điều kinh, bệnh phụ nữ, không sử dụng bông vàng thọ, không ướp trà như bông vàng thọ nha bà con. Bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, người đang uống thuốc an thần, thuốc tiểu đường, người đang sử dụng thuốc huyết áp và có bệnh huyết áp, người hay dị ứng, say rượu, uống rượu thì không nên dùng ta ướp trà bông vàng thọ để mà sử dụng được. Cho đó là những người điều kinh, bệnh phụ nữ đó, phụ nữ không điều kinh đó, bà bầu đó, phụ nữ đang cho con bú, người đang uống thuốc an thần, người uống thuốc tiểu đường, người uống thuốc huyết áp, hay là người bị dị ứng, say rượu, uống rượu là vui lòng đừng ướp bông vàng thọ làm trà để uống nha bà con. Còn nó tốt là nó tốt cho sức khỏe của những người, rất là tốt. Đó là những người nó ngăn ngừa được ung thư, tăng cường sức khỏe mắt. Đó, nó tốt cho sức khỏe những người sử dụng nó. Còn lại là tốt, là tốt, nó ngăn ngừa được ung thư, tăng cường được sức khỏe mắt, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, giảm viêm, viêm loét đại tràng, tốt cho răng, tốt cho miệng, làm dịu co thắt, chữa lành vết lở loét, lành vết thương, điều hòa kinh nguyệt. Đó, nó tốt như vậy đó bà con à. Nhưng mà ta ướp trà vàng thọ như ướp các loại khác và chúng ta sử dụng cũng như vậy, không sao cả, nó tốt. Nhưng bà con nha, như vừa thôi bà con nha. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.